Đây là bãi đá với cả một cánh đồng lau. Thực ra bãi đá này cũng nhỏ thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy là sẽ rất nhiều những cái điểm mà mình có thể chụp được. Ví dụ như là cái rìa đá ở bên ngoài này cũng chụp lên trông cũng rất là chuyên nghiệp ý. Đây, như các bạn có thể thấy đây, cả một dọc cảnh vô cùng đẹp luôn. Mình là nhiếp ảnh gia không chuyên mà mình nhìn mình còn cảm thấy là có những cái góc chụp rất là đẹp. Đó. Còn đây là bông lau ấy. Bông lau rất đẹp. Hoa sở đâu? Con chỉ hoa sở cho mọi người xem. À, ngày hôm nay là ngày thứ hai, cả gia đình mình đang ở chỗ cánh đồng hoa sở. Đây các bạn thấy là hoa sở đây rất là to. Đây, đây là bông hoa sở nhá, cả nhà nhá. Đó, một cánh đồng trắng luôn. Hoa sở này là người ta dùng hạt để ép ra loại dầu sở, mà loại dầu này rất là đắt. Đây, như các bạn nhìn đây. Đây là hạt sở nha các bạn. Cái loại hạt này á, là mọi người sẽ dùng để ép ra dầu, dầu ăn hoặc là tinh dầu. Đây, loại này rất là đắt. Đây là hạt của nó nha các bạn. Hạt trông rất là giống hạt dẻ nhưng mà nó nhỏ hơn. Đó, người ta phải phơi khô. Thu hoạch xong người ta sẽ phơi khô và bên trong ấy, nó sẽ, cái hạt bên trong nó sẽ màu vàng, cái nhân bên trong nó sẽ màu vàng. Đó, đây là hạt sở. Mọi người nhìn là ở dân ở đây người ta thu hoạch, sau đó người ta sẽ phơi khô như thế này và mang đi ép nụ nhá. Nụ của hoa này, và khi nở ra thì bông hoa nó sẽ to như thế này. Rất là đẹp. Hôm nay thời tiết rất là đẹp cho nên là rất đông các du khách tới đây để chụp ảnh cùng với vườn hoa sở. Xe ô tô đến thì các bạn sẽ chỉ được đỗ ở đây thôi. Và các bạn sẽ đi bộ lên trên đồi. Gọi là cánh đồng hoa cũng đúng, tại vì là rất là nhiều ấy. Ngã đi con ạ. Ngã con ơi. Đây. Hầu như chỗ nào là các bạn có thể nhìn thấy hoa sở nhá. Như cây này là nở trắng cây này. Rất là đẹp. Gọi là cái địa điểm mà để mọi người check in sống ảo thì rất hợp. Hình như các bạn thấy là tất cả mọi người đều đang chụp ảnh. Ai cũng muốn có một cái góc chụp thật là đẹp.